khi bệnh nhân hỏi chạy máy monitoring để làm gì? Monitoring ấy là máy theo dõi sản khoa, theo dõi tim thai trong vòng 20 đến 30 phút. Em cầm này nhá, khi nào mà con đạp, con quậy thì bấm nút này cho chị. Theo dõi cái gì? Đây là mặt của cơn co. Nó sẽ theo dõi xem bây giờ trong thời gian chạy máy của em có bao nhiêu cơn co đến cường độ như thế nào, số lượng cơn co như thế nào. Ví dụ là có một số mẹ mà chịu đau tốt đấy, mà cơn co nó dày rồi thì mẹ không có cảm nhận được, thì khi mà cái máy này người ta sẽ biết được tất cả những tần số như thế này, như thế là sai sát hơn này, thì cái tần số này có cần phải nhập viện hay không, tần số ấy có quên bởi tử cung hay không. Đấy là cơn co nhá. Còn cái thứ hai để đo tim thai của con em, tim thai của con em trên siêu âm ấy nó sẽ bạc chỉ tầm 2 đến 3 giây thôi. Bác sĩ nào nhiều lắm thì cũng nắm 15 đến 20 giây. Thì với cái tim thai như thế thì nó không thể đánh giá. Nếu như mà em bé có những nhịp chậm thì cũng không thấy được. Ví dụ như em bé có nhịp bất thường ấy, bởi vì nhiều khi người ta còn phải đánh giá cơn co tử cung. Với cái tim thai này trong cơn co tử cung, lại xem em bé có chịu đựng được với cơn co tử cung hay không. Với lại, chạy 20 phút như thế, nó đánh giá được cái tương quan của cơn co tử cung với tim thai, thì nó đánh giá được sức khỏe của thai nhi tốt hơn, phát hiện ra có bị suy thai sớm hay không. Nên là Bộ Y tế khuyến cáo là từ tuần 36 trở đi nên chạy máy mỗi tuần một lần. Nếu như quá dự tính sinh một ngày thì bọn em trong viện bọn chị phải chạy máy cho em một ngày mấy lần.